Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Cà phê Cảm hứng. Tháng 7 là tháng để cho chúng ta tưởng nhớ và tri ân đối với sự hy sinh và cống hiến của những vị anh hùng dân tộc đã cống hiến cho đất nước. Hòa chung với không khí đó thì mới đây Bệnh viện Đa khoa Hà Nội đã thực hiện một chương trình rất ý nghĩa với tên gọi là Những cuộn gạc trắng. Chương trình này không chỉ chia sẻ tới công chúng những tháng năm hào hùng của dân tộc qua những câu chuyện lịch sử mà còn gửi gắm trong đó sự biết ơn đối với những chiến sĩ đã cống hiến sức mình trong thời chiến và cho tới thời bình thì vẫn thầm lặng tham gia công cuộc xây dựng Tổ quốc mà không ngại khó khăn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Kim Thoa và Lê Hoàng ngay sau đây. Là một nữ thanh niên xung phong, từng có mặt ở chiến trường Quảng Trị vào thời điểm năm 1973, bà Phạm Thị Cúc năm nay đã 65 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình. Tuy tuổi cao, song bà vẫn năng nổ với các hoạt động giúp đỡ đồng chí đồng đội. Hôm nay, niềm vui của bà Cúc như được nhân đôi khi được Bệnh viện Đa khoa Hà Nội gửi tặng gói khám sức khỏe, một phần trong chuỗi các hoạt động của chương trình tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tôi rất là cảm động, rất là bỡ ngỡ. Đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, tôi thấy rằng rất nhiệt tình, đi đến đâu cởi mở và chan hòa và mở rộng tình cảm với bệnh nhân. Trong lúc nghỉ thì tôi nghĩ rằng trước kia ở chiến tranh là chúng tôi đã thầm cảm ơn các bác sĩ và có những cái lời nói là lương y như từ mẫu. Hôm nay được về Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, tôi cảm tưởng đúng với câu lương y như mẹ hiền, lương y như từ mẫu. Được thực hiện trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, với chủ đề Những cuộn gạc trắng, được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện dành nhiều tâm huyết. Với tinh thần tri ân, không chỉ dành tặng những buổi thăm khám, mà còn là những buổi tọa đàm chia sẻ, những câu chuyện khó khăn của chính các bác sĩ, những nhân chứng lịch sử nhằm lan tỏa những hành động đẹp dù là thời chiến hay thời bình. Nhiều những câu chuyện để mà nói về người chiến sĩ hậu cần chúng tôi. Chúng tôi nhớ những cái kỷ niệm rất là coi như là sâu đậm. Đấy, cho nên tôi có 4 câu thơ như thế này. Ngày ngày 3 bữa lấy cơm xa, chốc lát mà sao đã thấy rằng xu hào nhà bếp đang pha chế, cải thiện thức ăn giữa rừng già. Xu hào Trường Sơn đâu có được, bằng củ chuối rừng cải thiện thêm, cho chiến sĩ lo lòng ra trận tuyến. Ngày mai thống nhất non sông, có củ chuối rừng cũng góp công. Hôm nay chúng ta là kỷ niệm tháng 7 là tháng tưởng nhớ đến công ơn các anh hùng liệt sĩ và các thương bệnh binh. Nhất là cái lứa tuổi này vẫn là như trong lời bài hát Hà Nội và tôi có một câu là cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng. Ở mỗi cương vị khác nhau nhưng đều với tinh thần của các chiến binh để mà công việc nỗ lực, mà đặc biệt trong cái dịp, trong đại dịch Covid này thì cùng chung tay đồng lòng để đẩy lùi Covid. Và cá nhân các thầy thuốc quân y thì là nỗ lực hết mình để mà bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân ngày càng được tốt hơn. Những câu chuyện xưa, những ký ức hào hùng của lịch sử có lẽ sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp. Không phải chỉ với những người đã từng trải qua, đã từng chứng kiến nó sẽ lưu giữ, mà còn là niềm tự hào, là cảm hứng cho các thế hệ mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.